Nhà Mạc và lời tiên tri của Trạng Trình. Sử xưa ghi lại rằng, lúc nhà Mạc lâm nguy, vua Mạc đã sai người đến hỏi Trạng Trình, thì nhận được một câu nói là: Cao Bằng tàng tại, tam đại tồn cô. Nghĩa rằng là Cao Bằng tuy nhỏ nhưng ở đó sẽ tồn tại được thêm 3 đời. Sau khi thành Thăng Long thất thủ năm 1592, con cháu của nhà Mạc đưa tàn quân rút lên Cao Bằng và ở đó thì ổn định được 3 đời nữa, khoảng 84 năm. Mặc dù quá trình di chuyển qua Tuyên Quang, Bắc Cạn còn rất gian nan, không ít lần tập đoàn Lê Trịnh đã suýt bắt được tôn thất của nhà Mạc, thì các trung thần của nhà Mạc đã đứng ra bảo vệ, cho nên nhà Mạc mới lên được đến Cao Bằng khoảng cuối năm 1592. Và đúng theo lời tiên đoán của Trạng Trình, nhà Mạc ở đây tồn tại được thêm 3 đời nữa, gồm có vua Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan và Mạc Kính Vũ. Qua câu chuyện này thì thấy được rằng là Trạng Trình quả đúng là một nhà tiên tri vượt thời đại của nước ta. Bạn có thấy vậy không?